Xin chào mọi người. Nếu bạn đang kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop, Sendo, Tiki v.v. thì hãy đừng bỏ lỡ video hôm nay nhé. Tôi tin rằng nếu các bạn xem hết video hôm nay sẽ có thể giảm bớt nhiều điều phức tạp khi kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử ạ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng đẩy tồn kho của Pixeller, tức là đồng bộ tồn kho đa sản đa shop. Tính năng đồng bộ tồn kho của Pixeller sẽ có những hiệu ích như thế nào và sẽ có thể thực hiện một hiệu quả như thế nào khi kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu thêm nhé. Trước khi vào phần nội dung chính của hôm nay, các bạn hãy cho mình xin một like hoặc là xin một đăng ký ở bên dưới nhé. Sau khi xem hết video hôm nay, nếu các bạn có thắc mắc gì cũng có thể nhắn tin ở bên dưới. Support Pixeller sẽ liên hệ các bạn để hướng dẫn cho ạ. Trong video hôm nay, các bước thao tác đều rất là quan trọng, đặc biệt là bước cuối cùng. Nếu các bạn không cài đặt tốt, bước cuối cùng có thể sẽ không thể thực hiện được đồng bộ tồn kho tức thời trên các sàn thương mại điện tử ạ. Sau đây, xin các bạn hãy cùng đi vào phần nội dung chính của hôm nay. Tính năng đẩy tồn kho của Pixeller có những tác dụng như thế nào khi kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử? Trước hết, sử dụng tính năng đồng bộ tồn kho của Pixeller có thể giúp cho các bạn quản lý số lượng kho thông minh và tự động khấu trừ tồn kho, giám sát tồn kho thực tế. Thứ tư, tránh bán quá, không lo sản phạt vì hết hàng ạ. Cuối cùng, các bạn cũng có thể tùy chỉnh điều kiện đầy tồn kho theo từng shop, từng kho và từng sản phẩm nào đó. Và tiếp theo, đối với tính năng đồng bộ tồn kho của Pixeller có 4 bước thao tác quan trọng nhé. Trước hết, các bạn cần chuẩn hóa account gian hàng. Đối với bước này, các bạn có thể chuẩn hóa trên sàn, cũng có thể chuẩn hóa trên Pixeller luôn ạ. Tiếp theo, các bạn cần ghép nối account gian hàng với account hàng hóa của Pixeller. Sau khi ghép nối mối quan hệ, các bạn cần tạo quy tắc đẩy. Trong quy tắc đẩy tồn kho mà các bạn đã cài đặt, các bạn có thể đưa các sản phẩm muốn đẩy tồn kho vào. Nếu mà không đưa vào sẽ không đồng bộ sang các sàn ạ. Các bạn có thể tùy chỉnh phần này nhé. Và cuối cùng, sau khi cài đặt tốt tất cả, các bạn cần bật chức năng tồn kho trên Pixeller và xử lý đơn hàng trên Pixeller nhé. Nếu mà các bạn không xử lý đơn hàng trên Pixeller thì số kho đồng bộ trên các sàn có thể sẽ không chuẩn ạ. Nhưng mà các bạn đã cài đặt tốt 4 bước trên sẽ có thể thực hiện một hiệu quả như sau ạ. Sau khi phát sinh đơn hàng thì hệ thống sẽ tự động khấu trừ tồn kho và đồng bộ trên các shop của các bạn ạ. Ok, thì làm thế nào để chuẩn hóa account hàng hóa và ghép nối mối quan hệ của account gian hàng và account hàng hóa của Pixeller? Các bạn có thể xem nào. Ví dụ bạn bán một sản phẩm iPhone, trước hết bạn có thể chuẩn hóa account của sản phẩm trên sàn hoặc là trên Pixeller đều ok nhé. Ví dụ như sản phẩm này, với account sản phẩm tức là account cha là A01. Và tiếp theo bạn cần đặt cái account gian hàng. Ví dụ như cái sản phẩm iPhone này, bạn bán trên các shop Lazada, TikTok Shop và Shopee. Các bạn có thể đặt cái account gian hàng như nhau cũng có thể đặt khác nhau nhé. Ví dụ như mình đã đặt tốt cái account gian hàng A01 màu trắng Lazada, A01 màu trắng TikTok Shop, A01 màu trắng Shopee. Thì tiếp theo, trên Pixeller mình cần tạo một account hàng hóa, ví dụ như A01 màu trắng Pixeller. Sau khi cài đặt tốt tên account gian hàng và tạo xong account hàng hóa, các bạn cần ghép nối account hàng hóa với account gian hàng mà các bạn đã cài đặt tốt. Cái account hàng hóa của Pixeller hình như là chứng minh thư nhân dân của sản phẩm trên Pixeller nhé. Bất cứ các bạn bán sản phẩm này trên mấy shop thì đều cần ghép nối với account hàng hóa duy nhất trên Pixeller. Sau khi ghép nối xong và tạo quy tắc đồng bộ tồn kho, rồi bật chức năng tồn kho xử lý đơn hàng trên Pixeller sẽ có thể thực hiện hiệu quả như trên này, khấu trừ tồn kho tự động và đồng bộ lên các sàn ạ. Tiếp theo, đối với các tên account gian hàng và account hàng hóa, mình giới thiệu cho cụ thể một chút nhé. Account gian hàng trên Pixeller hoặc nói là account trên Pixeller trên các sàn với tên khác nhau, ví dụ như trên Shopee thì account gian hàng là account phân loại, trên Lazada là seller SKU, TikTok Shop thì với tên là SKU như nhau trên Pixeller nhé. Và nếu mà trên sàn Sendor thì cái account gian hàng là mã sản phẩm, và trên Tiki thì với mã sản phẩm con và mã sản phẩm cha của Tiki, đấy là account sản phẩm trên Pixeller nhé. Và cuối cùng xin các bạn lưu ý, account sản phẩm trên Pixeller bằng nhau với account cha trên các nền tảng ạ. Và account hàng hóa của Pixeller là account trên Pixeller thôi ạ. Đấy là chứng minh thư nhân dân của sản phẩm trên Pixeller nhé. Dùng để ghép nối với account gian hàng và quản lý tồn kho chung trên Pixeller. Trước khi sử dụng tính năng
đột ngột tồn kho của Bigseller, các bạn cần lưu ý những SKU này ạ. Và tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác 4 bước quan trọng này nhé. Trước hết, chuẩn hóa SKU gian hàng. Đối với bước đầu tiên, các bạn có thể chuẩn hóa đầy đủ trên sàn. Sau khi chuẩn hóa xong thì đồng bộ trên Bigseller. Nếu mà các bạn đã chuẩn hóa đầy đủ trên sàn thì sau khi kết nối gian hàng với Bigseller, bạn bấm đồng bộ sản phẩm để đồng bộ các thông tin mới nhất của sản phẩm sang Bigseller là ok ạ. Có thể đồng bộ sản phẩm đã chọn, cũng có thể đồng bộ tất cả sản phẩm. Cái ngoại trừ tồn kho đấy là ý là ở đây không thể đồng bộ cái tồn kho, cái số kho của sản phẩm lên, chỉ có thể đồng bộ các cái thông tin chi tiết của sản phẩm nhé. Và tiếp theo, các bạn có thể chuẩn hóa SKU gian hàng trên Bigseller luôn ạ. Chuẩn hóa SKU gian hàng trên Bigseller có 3 cách. Cách đầu tiên là tạo tự động, cách thứ hai là tùy chỉnh SKU với cách nâng cao, thứ ba là thay thế ký tức của SKU có sẵn. Tiếp theo, mình thao tác cụ thể hướng dẫn các bạn nhé. Đối với cách chuẩn hóa trên Bigseller, sau khi vào mẫu đơn sản phẩm, các bạn chọn sản phẩm online hoặc là trong hộp nhát đều ok nhé. Sau khi lọc các sản phẩm cần tạo SKU thì bấm nút chỉnh sửa hàng loạt, có thể đồng bộ rồi chỉnh sửa cũng có thể không đồng bộ nhé. Ở bên trên các bạn cần lọc SKU nhé, bấm vào nút chỉnh sửa hàng loạt. Cách đầu tiên tạo tự động, các bạn cần cài đặt tốt SKU sản phẩm. Nếu mà không có SKU sản phẩm sẽ không thể sử dụng cách đầu tiên tạo tự động nhé. Sản phẩm này chưa có, sản phẩm này mình tạo SKU sản phẩm này A03. Rồi, sau khi cài đặt tốt SKU sản phẩm, mình sẽ có thể sử dụng cách đầu tiên tạo tự động SKU, tức là tạo theo cách thức SKU sản phẩm cộng với phân loại 1 cộng với phân loại 2, rồi bấm đồng ý là ok ạ. SKU đã tạo thành công, rất là nhanh chóng phải không ạ? Tạo trên Bigseller cũng rất là thuận tiện ạ. Cách thứ hai, thay đổi, tức là thay đổi tiền tố hoặc là hậu tố, hoặc là thay đổi ký tự. Nếu mà các bạn đã có SKU có sẵn thì có thể sử dụng cái cách này để thay thế. Ví dụ như tiền tố mình đặt pixel, hậu tố là Việt Nam này, và ký tự trong SKU, ví dụ ký tự A mình thay thành ký tự B, rồi bấm đồng ý. Ok này, đã thêm cái tiền tố hậu tố và thay thế cái ký tự A thành ký tự B, rồi đã đạt thành công. Nhớ bấm cộng nhận nhé. Rồi, thao tác thành công hết, bấm đóm là ok ạ. Nè, hai sản phẩm này mình đã chuẩn hóa tốt SKU. Rồi, đối với bước đầu tiên chuẩn hóa SKU trên Bigseller rất là thuận tiện và nhanh chóng phải không ạ? Tiếp theo, bước thứ hai, ghép nối mối quan hệ, tức là ghép nối SKU gian hàng với SKU hàng hóa của Bigseller ạ. Ok, với cách ghép nối mối quan hệ, trên Bigseller có nhiều cách để thực hiện ạ. Ví dụ như trên giao diện sản phẩm online, trên giao diện SKU hàng hóa, giao diện quan hệ, ghép nối SKU, giao diện đơn hàng này, v.v. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cách thao tác ghép nối SKU hàng hóa, tạo ra SKU hàng hóa nhanh chóng và tự động ghép nối. Đây là cách thao tác rất là đơn giản và nhanh chóng ạ. Đối với các cách khác để thao tác ghép nối, mình sẽ hướng dẫn chung trong một video khác ạ. Nếu bạn nào cần tìm hiểu thêm về phần này, có thể nhắn tin ở khu vực bình luận. Sắp hộp Bigseller sẽ gửi list cho các bạn nhé. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cách ghép nối SKU hàng hóa, tạo ra SKU hàng hóa nhanh chóng và ghép nối luôn. Về cách này, các bạn cần vào module sản phẩm online. Các bạn muốn thao tác shop nào thì vào sản phẩm online của shop đấy nhé. Mình vào sản phẩm online của Shopee để thao tác thử ạ. Ở dưới trạng thái sản phẩm online, ví dụ mình lọc hai sản phẩm này, vì hai sản phẩm vừa rồi mình đã chuẩn hóa tốt SKU của sản phẩm ạ. Tiếp theo, bấm vào nút ghép nối SKU hàng hóa, chọn cách thứ hai nhé, tạo ra SKU hàng hóa, tạo cho sản phẩm đã chọn. Rồi, sử dụng cách này, hệ thống sẽ tạo tự động SKU hàng hóa giúp cho các bạn. Sau khi tạo xong, nó sẽ tự động ghép nối mối quan hệ SKU với SKU hàng hóa vừa tạo ạ. Xong thì bấm đồng ý và tiếp theo. Rồi, chọn kho, bấm tạo ra. Nè, đã thao tác thành công, tức là các SKU của hai sản phẩm này đều đã tạo SKU hàng hóa hết và đã thao tác kết nối mối quan hệ thành công ạ. Rất là nhanh chóng phải không ạ? Và bước tiếp theo, bước thứ ba, các bạn cần tạo quy tắc đầy ạ. Các bạn cần đi vào mẫu đơn tồn kho, chọn quy tắc đầy tồn kho nhé. Rồi, ở đây các bạn cần thêm một quy tắc đầy. Trong bước này các bạn có thể tùy chỉnh các shop, các sản phẩm hoặc là các kho nào cần đầy lên các sàn ạ. Tên quy tắc, ví dụ như các bạn có thể cài đặt tên theo yêu cầu của mình ạ. Và chọn SKU hàng hóa, ví dụ như mình chọn mấy cái SKU hàng hóa này cũng có thể
chọn tất cả SKU hàng hóa đã tạo nhé. Ở đây các bạn thêm SKU hàng hóa nào vào quy tắc thì SKU hàng hóa đấy mới đẩy cái tình hình thay đổi số khô của SKU hàng hóa này lên các sàn ạ. Nếu mà không chọn vào về phần này sẽ không đẩy lên các sàn nữa ạ. Và tiếp theo là số lượng đầy tồn kho. Tồn kho khả dùng của SKU hàng hóa trong các kho được chọn và chọn kho của bạn ạ. Các bạn cũng có thể đồng thời chọn nhiều kho nhé. Rồi chọn gian hàng, có thể chọn tất cả gian hàng, cũng có thể chọn một số gian hàng. Shop nào mà bạn không đưa vào đây thì cũng sẽ không đồng bộ nhé. Và tồn kho ngưỡng, các bạn cũng có thể tùy chỉnh nhé. Ngưỡng cho shop nào thì chọn shop đấy nhé. Khi tồn kho khả dùng thấp hơn 5 thì tồn kho của tất cả các gian hàng được chọn sẽ về số 0 ạ. Ok, nhớ bấm lưu nhé. Nếu các bạn đã chuẩn bị hết tất cả thì ở đây có thể lưu và đẩy ngay ạ. Mình lưu thôi nhé. Ok, cái quy tắc mình muốn tạo sẽ ở cái phần cuối cùng. Và bình thường nếu mà các bạn đã cài đặt tốt cái quy tắc đầy tồn kho này, các bạn có thể bấm vào lịch sử đầy để kiểm tra tình hình đầy cụ thể nhé. Và tiếp theo, bước cuối cùng, các bạn cần bật chức năng tồn kho trên Pixeller và xử lý đơn hàng trên Pixeller ạ. Đối với bước này, các bạn cần vào phần module cài đặt của Pixeller, vào cái phần cài đặt tồn kho, bật nút chức năng tồn kho nhé. Nếu mà các bạn không bật nút này thì sẽ không thể hoạt động tính năng đồng bộ tồn kho ạ. Ở đây các bạn cần lưu ý hai điều ạ. Trước hết là các bạn chọn đơn hàng sau khi đặt hàng sẽ khóa tồn kho, hay là đơn hàng sau khi thanh toán mới khóa tồn kho. Đề nghị các bạn suy nghĩ xem, dựa trên tình hình cụ thể của shop mình lại lọc cái điều kiện ở bước này nhé. Sau khi bật cái chức năng tồn kho này xong, các bạn cần xử lý đơn hàng trên Pixeller nữa ạ. Sau khi kết nối thành công các shop với phần mềm quản lý bán hàng Pixeller thì sau khi ra đơn, các đơn hàng mới sẽ tự động đồng bộ sang Pixeller, rồi các bạn cần chuẩn bị hàng và in đơn và giao hàng trên Pixeller ạ. Và đối với bước này, xin các bạn lưu ý nhé, ngoài bật chức năng tồn kho và xử lý đơn hàng trên Pixeller, và đề nghị các bạn đừng đồng thời sử dụng nhiều phần mềm để quản lý kho của các shop ạ. Nếu mà như vậy, sẽ dễ dẫn đến tình hình dữ liệu của shop bị sai lầm và số kho đồng bộ có thể sẽ không chuẩn ạ. Và cuối cùng, nếu các bạn đã cài đặt tốt 4 bước đồng bộ tồn kho trên, thì các bạn muốn kiểm tra cái lịch sử đầy hoặc là cái tình hình cụ thể đầy tồn kho của mình thì kiểm tra ở đâu? Các bạn cần vào module tồn kho, lọc quy tắc đầy tồn kho, rồi có một lịch sử đầy, các bạn có thể bấm vào đây để xem chi tiết của từng SKU hàng hóa. Ở đây các bạn có thể xem tình hình đầy thành công hay là đầy thất bại và nguyên nhân thất bại là gì. Nếu mà các bạn không hiểu tất cả các cái lỗi ở trang này, có thể gửi cho nhân viên chăm sóc khách hàng của Pixeller để hướng dẫn cho các bạn ạ. Và ví dụ như mình muốn tìm hiểu xem cái chi tiết đầy tồn kho của sản phẩm này thì bấm vào đây, chi tiết của SKU hàng hóa này. Rồi ở trang này sẽ hiển thị cái chi tiết đầy của SKU hàng hóa này nhé. Nó sẽ đầy ở ngày nào và ở thời gian nào, nó đầy thành công hay là đầy thất bại, và số lượng đầy là bao nhiêu. Cái chi tiết thay đổi số kho của sản phẩm này các bạn sẽ có thể tìm hiểu luôn ở cái trang này nhé. Ok, trên đây mình đã hướng dẫn 4 bước thao tác quan trọng khi sử dụng tính năng đồng bộ tồn kho của Pixeller giúp cho các bạn ạ. Nếu các bạn đã nắm bắt 4 bước thao tác trên thì các bạn sẽ có thể quản lý số kho thông minh cùng với Pixeller và giám sát tồn kho thực tế, tránh tình hình bán quá và không cần lo sản phạt vì hết hàng ạ. Ok, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến đây đối với các cách thao tác chuẩn hóa SKU hoặc là các cách thao tác kết nối SKU hàng hóa với SKU gian hàng của Pixeller. Mình sẽ hướng dẫn riêng trong các video khác nhé. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn hãy nhớ bấm đăng ký và thích ở bên dưới. Hoặc có thắc mắc gì có thể nhắn tin ở khu vực bình luận. Support Pixeller sẽ liên hệ các bạn để hướng dẫn cho nhé. Bye bye, chào các bạn ạ.